2, 3, action. Chào mừng các bạn đã đến với channel của Gà Con Siêu Vậy. Hôm nay thì quay vòng vòng mấy AQ cho các bạn xem tình hình mấy hẻm như thế nào nha các bạn. Nói chung là quân số thiếu hụt gì không ha, thì cũng luôn cập nhật thường xuyên cho các bạn xem tình hình sức khỏe cũng như là tình hình dân số trong AQ, dân số động vật á. Nhông, chào các bạn á. Coi gâu, kiếm phụng nhóc luôn rồi các bạn thấy không, nó ra tổ rồi hết trơn rồi đó. Màu vàng không ta, màu vàng với màu xanh, xanh trắng trắng, vàng vàng xanh trắng trắng. Ủa con két, ủa con vẹt, nó có cái ngực hồng ở dưới rồi kìa các bạn. Bây giờ nó còn lên nữa, cái này cũng cái con mái nha các bạn ơi. Nhìn ta nó mỏ đen con mái gì vậy, nữa phải đi kiếm con trống cho nó quá. Cái này chắc trưởng thành cũng muốn đẻ rồi đó, mà tại chưa con trống thôi. Nó bò kìa, nó bò bằng cái mỏ mà móc thì nó bò tới. Gì vậy ông, nói gì vậy, nói gì vậy mày, nhậu đi. Trời ơi, nó chửi mình hay gì vậy các bạn ơi. Nhậu không, nhậu đi, không nhậu thôi lại mày chửi thôi mày, rủ mày nhậu phải tốn tiền mua mồi nhậu chứ, hay rủ mày không đâu mày chửi tao. Không có nhậu nữa nha. Nè, cho trái chuối nè, không nhậu cho trái chuối nè, ăn đi. Đó, trái chuối đó. Cho mày trái chuối đó mày. Ăn đi mày. Cho hai chồng mày luôn nè, đứa con trái luôn nè mày. Ăn đi. Ăn nghe mày, không ăn mày để hồi giờ ăn hết trơn á. Ăn đi mày. Thấy chuối thèm muốn chết thì mình đặt. Trái chuối này nó ăn chừng, ăn chút xíu rồi là xong với chuối này rồi các bạn ơi. Hai con này nó ăn chuối dữ thần lắm. Nó ăn lại một cục bơi lớn này, nghĩ sao trái chuối này chịu nổi nữa. Gớt xuống gà nó ăn hết đó nha mày. Ăn sao đừng để cho gớt nha. Thì có các bạn hỏi hai cu xanh là hai cu xanh mình để dưới Sóc Trăng cho em mình chăm sóc rồi nha các bạn ơi. Chứ mình không có đem lên quy trên Long An này. Mình để dưới Sóc Trăng cho em nó chăm sóc rồi. Còn đôi cô vằn thì mình đem về phòng mình chăm sóc. Rồi để coi mấy mẹ ăn đi, rồi mình quay mấy ba con cúc cho các bạn xem giờ nó như thế nào nha. Cô hổm thì nó bị con nào tấn công sơ sát chân, không biết giờ này nó thế nào, thì ngồi chút nữa mình quay cho các bạn xem. Ăn chuối đi, trong lúc nó ăn thì giờ mà bác lại chọc nó cũng không có nói chuyện đâu. Đó, trái chuối mà nó dằn ra xíu còn nửa trái rồi đó, thấy không? Trời, nó ăn cục lớn các bạn thấy không? Đó, phái chuối dữ thần lắm. Thôi trong lúc nó ăn thì chắc nó không có nó ít nói lắm. Giờ mình đi qua bên AQ cô gái các bạn ơi. Rồi mình đến với AQ cô gái nha các bạn ơi.
Cưỡng cho trái chuối nè Cưỡng, ăn chuối đi Cưỡng nè, Cưỡng 6 ăn chuối đi mày. Thì tạm thời chưa có con cua nào, chưa có con cua nào đẻ nên mình cho hai em tự do, tới khi cua đẻ thì mình sẽ tạm giam hai em, chứ hai em ăn trứng lắm à. Rồi nó còn quanh quanh đó các bạn thấy chưa, rồi thấy cái chuối xuống nhảy xuống tha miếng chuối lên liền. Rồi nó gặp con gấu đi ở ngoài mà nó bay tản hồn vậy đó các bạn thấy không? Sợ mấy con gấu lắm. Quỳnh Bạch nó bay xuống nè, trời nó đâu nó được có cái miếng trên kia. Le. Rồi hai em cút đây các bạn, ba em cút chứ lộn, ba em cút đây các bạn ơi. Đó các bạn thấy chưa, trưởng thành chưa, còn bị con nào tấn công giờ nó ra lông ở chân đó, thấy chưa đó. Ba em rồi, bây giờ mình cho ba em đi ra ngoài chơi nha các bạn ơi. Rồi cho ba em đi ra ngoài chơi rồi, em nào em nấy mặc thù lu luôn các bạn, trâu bay nữa không có cánh mà cũng phải đặt bay bay bay. Trời ơi lũi vậy, chuồng trại sáng sớm mình chưa có vệ sinh, mong các bạn xem cũng thông cảm, thấy nó hơi dơ xíu nha, tại mình chưa có vệ sinh nữa. Mẹ le, mẹ hiếp người ta hả le? Ê con le kia kìa, không lẽ mày tấn công hả le le, không lẽ hung thủ chính là mày? Ê rồi không lẽ hung thủ là le le rồi các bạn ơi. Trời ơi, nó tấn công con cốt trời, thì ra hung thủ chính là mày. Tớ tưởng đâu con nào ha, hai em hay hai con le le này ha. Trời ơi, nó rùa con cút, con cút chạy lũi lũi hai cái gì là nó rồi các bạn ơi. Cái mỏ này mà nó vập, nó vập mấy con le le, mấy con cút sơ xác chứ mà. Đó kìa kìa kìa, trời ơi mấy con này bự thì nó còn chạy nhanh nha, nó còn chạy, trốn, còn lúc trước chắc nhỏ nhỏ bị hai con này tấn công rồi đâu trốn được, con này bay động đây luôn, con này bay động đây không dám xuống luôn. Rồi đó, để mình cho tụi nó ăn, ba con cút kia chạy đâu mất tiêu rồi. Đó, ăn đi, con này quảng hồn trốn để mất tiêu rồi nữa các bạn, nó trốn kẹt luôn rồi. Quảng hồn chui đây trốn luôn rồi, chui lại nó sợ le le rồi, lẽ lúc nhỏ bị le le tấn công tới giờ nó sợ luôn rồi. Đây thức ăn của mình, nên của mình là bắp, gạo lứt, đậu xanh, lúa và thức ăn trộn lại ngũ cốc.
nó le này ghê ta. Em le này lẽ là hung thủ tấn công ta. Chẳng lẽ hung thủ mình tìm bấy lâu nay chính là em? Quay. Thì ra hung thủ mình tìm bấy lâu nay chính là em lé lé này. Xuống ăn đi. Trời ơi, chạy kìa. Thấy người nó thấy người nó chạy kìa. Là trốn mất tiêu không dám ăn. Hai mẹ con Sigma lai hát. Thôi nó bay kìa, nó bay kìa. Nó không dám ăn, nó bay. Em này chuẩn bị tắm cát. Lâu lâu ra ngoài phải tắm cát lắm các bạn ơi. Tắm đi, nó còn sợ đề phòng. Đó, sợ đề phòng em le le đây. Em đã tìm được thức ăn. Tắm cát, tắm cát. Còn em kia chốt kia chưa dám ra nữa. Nó phái đi ra ngoài để tắm cát lắm bạn. Thường mình có trong đây mình mới thả tụi nó ra. Chứ mình không dám thả dám không không dám thả lan tụi nó trong đây nữa. Thả lan nó sợ phải bị tấn công nữa. Chắc em lên đây là tấn công chứ không ai chứ. Rồi đi ra, đi ra, đi ra ăn kìa, đi ra ăn với mấy con này kìa. Đi ra ăn đi. Nãy giờ sợ không dám ra. Sợ bị tấn công không dám ra các bạn. Chạy trốn nữa gì kìa. Con Helen này thấy vậy tưởng hiền mà không dữ ha. Tưởng hiền mà không dữ quá trời luôn à. Đó, Cúc bắt đầu nó làm quen với mấy con ở ngoài được rồi đó. Bây giờ nó hết nhận ra mẹ nó luôn rồi ta. Đó, mấy mẹ con nó gặp nhau rồi kìa. Xe mai giờ nó chuẩn bị đẻ lứa khác thì các bạn ơi, nó chịu trống rồi.
sẽ có giống lẻ tiếp tục. Nữa mà em cút này nó bự, nó gành ghẻ, nó bự, nó ra lông đầy đủ, nó trưởng thành chắc thỉnh thả đi lang bang như mấy con này luôn. Lúc đó thì nó không sợ le nữa đâu. Tại kiểu ẩm lúc nhỏ, chắc lúc nhỏ mấy con nó thơ thơ dại chưa biết gì nên nó bị le tấn công thôi. Chứ giờ le tấn công đâu có được nó nữa. Nó chạy, chạy lẹ lắm. Rồi thôi, chắc video mình kết thúc tại đây nhé các bạn ơi. Để mình cho nó ăn. Cho nó ăn xong mình vệ sinh chuồng trại nha. Sạch sẽ nữa. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã bỏ thời gian quý báu ra để theo dõi các video của mình. Chúc tất cả mọi người luôn có những phút giây vui vẻ, một gia đình hạnh phúc, một sức khỏe dồi dào. Bye bye và mình hẹn lại ở clip tiếp theo nha. Bye bye thôi. Nhớ bấm like và subscribe, đăng ký ủng hộ mình nha.